30 anh đang suy nghĩ. Gom đông đông cho nó vui nhỉ. Chờ tiễn anh một năm đi ăn bài lọc biển. Cái mình nâng ly nhâm nhi bạn bè anh em xúm xích. Mấy cái đứa con nít trèo qua đọt cây. Mới đưa mắt nhìn anh đây liếm lái vài câu chúc Tết rất rất là hay. Xin chào bà con cô bác. Thế là hết một năm. Nhiều điều không may mắn. Người người vẫn ăn tâm bên nhau đông đầy. Yêu thương trao lọc khắp nơi xung dày. Nhưng mà lì xì thì may mắn thăm kia đem chia chung vui rồi nâng cái ly lên quan khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta năm nay xuân sẽ vui hơn mà nhà nhà đều lo bánh trái mức tết như mang lọc đầy khắp sân lân lân trong lòng nộn não không có lo chi rồi gì đâu có chi buồn lo sao thấy em buồn so xinh đang sang đắng đó chi nhiều dành cho nhau vài câu chúc tết mãi này thật ấm êm hạnh phúc sống vui bình an à. Ký nhiều nhất là năm nay dạ. Năm nay là năm xỉn nhất đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi cậy. Nói thiệt luôn á, không khí á, mỗi khi làm á thì thật sự đó là cái tết trước nó nhộn nhiều hơn tết này, nhưng mà không ngờ tất niên á chị cứ nghĩ là tết này chứ không nhộn nhịp bằng tết trước. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi nâng cái ly lên quên khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta năm nay xuân sẽ vui hơn mà nhà nhà đều lo bánh trái mức tết như mang lọc đầy khắp sân lân lân trong lòng nộn não không có lo chi bởi vì đâu có chi buồn lo sao thấy em buồn so xuân đang sang đắng đó chi nhiều dành cho nhau vài câu chúc tết mai này thật ấm êm hạnh phúc sống